Tự giác nói đi để mẹ nhắc chứ. Thôi làm đi cô, đừng có nhau nhau à. Đâu á. Thôi làm đi. Bây giờ thả lỏng cũng bắt đầu. Bây giờ có nhau á nó cũng đau mà bình thường nó cũng đau rồi nè, bình thường nó khỏe. Cô bữa nay xin những khó dữ à.
xong hồi nãy nó có lỗ mũi giống nhiều lắm đó. Ông mũi nhiều. Nhớ là thực trước chắc ông đi em làm á. Ông đi giờ trưa. Ừ. Đánh gồn cũng là dân đầy giờ với đánh gồn á. Mấy bà giáo viên trường thương mại chị giàu không á, mấy bà giàu không á, mấy chục triệu trăm triệu chứ vẫn à. Ừ. Mấy cái cây nó tiền á. Giáo viên mấy bà trường chị đi ô tô ấy, mấy bà giàu á. Mấy bà kinh doanh. Nói cho chị hủ kem nha ha. Trăm ha. Chị với chị cách dùng. Nãy nhìn nhiều mà bây giờ đó cũng quay được hơi kém á. Cái nó có màu. Màu nó không đẹp. Vậy này mù mù ra chứ không có xỉu. Nằm im nha, không khỏe hơn nè. Chắc không á. Chắc không nó ngồi. Nhìn đi lần xung xung á, nó cũng phải đứng mấy này. Cháo này nó cũng kéo mấy nè. Trả của ta cũng mấy nè. 290 qua rồi. Hôm nay đang cái miếng hiện này. Hiện mấy mà.